Vâng, em xin chào tất cả các bác nhá. Các bác ơi, hôm nay thì em lại ở nhà. Không đi rừng hái thuốc và không quay phim giới thiệu ở trên rừng nữa. Hôm nay thì em lại ngồi tại nhà đây các bác này. Đấy, đang tại phòng thuốc nhà em đây. Đấy, để em giới thiệu về cái sản phẩm của từ thiên nhiên núi rừng của nhà chúng em đây. Đấy. Đây là những cái vị thuốc mà tôi muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người của chúng ta hôm nay đây nhé. Đây mọi người ơi, đây đấy, đây là cái vị thuốc mà tôi muốn giới thiệu với tất cả các bác đây nhá. Đấy, đây là cái vị thuốc của cái cây ca cúc đây này, cây ca cúc các bác. Đấy, đây là cái vị thuốc cây ca cúc em vừa hái trên rừng về đây. Đấy, mới làm khô thơm tho sạch sẽ nhé. Đấy, thơm tho sạch sẽ. Đây thì xin giới thiệu với tất cả các bác chúng ta đấy, thì trong cái vị thuốc ca cúc này này, đấy thì từ xa xưa ở bên đồng bào Mường thì chúng tôi là hay dùng đã từ lâu đời rồi, dùng lâu đời rồi đấy, cái nào từ cái thời ông bà đấy. Đấy. Thì là dùng cho những các chị em bà mẹ phụ nữ sau sinh đấy, thì dùng cái bài vị thuốc này. Còn hơn nữa là cũng đa số là dùng dùng thông dụng nhé, tức là dùng thông dụng để cho cả gia đình uống ấy. Đấy, cả gia đình uống nó cũng rất là tốt cho sức khỏe, bởi vì đây này, một cái lá thuốc này nhé, nó biểu tượng là ở bên ngoài này là cái tia đỏ đỏ này nhé. Đấy, cái tia đỏ này này, đấy, nó biểu tượng cho bổ máu nhé. Đấy, còn ở bên trong này nó cái màu vàng đấy, vàng nhạt, nó biểu tượng cho bổ gan nhưng mọi người nhé. Đấy, bổ máu và bổ gan đấy. Thì thường thường như các ông bà ngày xưa là toàn hay dùng, nhà nào nhà đấy cũng cứ có một nồi nước đun uống cả nhà vậy đấy, cả nhà cũng tốt cho sức khỏe đấy. Nhưng ngày nay thì cái điều kiện để đun uống cho cả nhà thì nó không còn nữa đấy, ít đi rồi. À, quay lại là đại đa số là chị em phụ nữ sau sinh, các bà mẹ là người ta hay tìm đến những cái thứ này nhé. Cái vị thuốc này nó có tên là cái cây ca cúc, họ dây leo chứ không phải cây đâu nhé. Đấy. Này, ca cúc đấy thì nó đây là một một thứ thôi nhá, một thứ thôi. Đây em có lấy lên sẵn ở đây rồi đấy, nó phải bao gồm 6 thứ. Nếu như mà chị em phụ nữ sau sinh ấy, thì phải thêm những cái vị cây thuốc coi như là cái cây rì rì nữa đấy. Còn để tay dụng thông dụng hàng ngày đại gia đình nữa thì dùng những thứ này nhé. Đây tôi để sẵn lên đây rồi, nó có 6 thứ. Đây cái vị đầu tiên này, đây là ca cúp này nhé, là một này nhé. Vị này là một, một đấy. Thứ hai là na rừng nhé, đấy nó là thuốc bổ đấy, là hai này nhé, hai để đây cho các bác cùng nhìn thấy này, hai thứ đấy. Và cái vị thứ ba đây là cây to này, cây xạ vàng mới nhé. Đấy, cây xạ vàng đấy. Tí nữa tôi nói thêm về cây xạ vàng này nhé. Đấy, ba là cây xạ vàng này đấy, bốn là huyết đằng nhé. Đây huyết đằng là thứ tư này đó, thứ tư huyết đằng. Thứ năm đây, đây là cái dây xoắn trái xoắn phải mọi người nhé, xoắn trái xoắn phải nó như này đây. Đấy, năm đó. Và thứ sáu nhé, đây là cái ngũ gia bì, cái rễ của ngũ gia bì nhé. Thì các bác nhớ rằng là không phải cái loại ở dưới đất đâu, nó ở trên núi đá nhé, là cái rễ của nó, chúng ta lấy cái rễ của nó đấy, nó là vị thuốc bổ đấy. Sáu nhé, cái vị này ở trên núi đá chứ không phải ở núi đất đâu. Núi đất là cái loại ngũ gia bì chân chim ở núi đất ấy, thì cái họ dùng dùng cái lá non của nó để làm nấu canh, không 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 phải cái đấy, cái là gọi lá đắng. Cái vị này nó khác nhé.
Đây tôi giới thiệu thêm. Đấy. Và cái xà phòng này thì nó rất là tốt rồi. Đây này. Tất cả 6 vị này nhá. Đấy. Chúng ta kết hợp lại. Dạ. Đấy. Kết hợp lại để chúng ta đun nước uống hàng ngày cho tất cả gia đình nhá. Tất cả gia đình. Đây. Tôi có đun nước đây này. Đấy, màu nước nó lên như này. Đẹp lắm đúng không ạ? Màu nước lên như cái kiểu rượu vang thơm ngon nha. Đấy. Thơm lắm, thơm ngon. Uống những cái vị thuốc này này ăn được ngủ được, đấy, nó bồi bổ sức khỏe này. Đấy, thải độc gan, bồi bổ sức khỏe, mạnh gân cốt, đấy, tăng cường tuổi thọ đấy. Thì còn cái này này, nói về cái xạ vàng này một tí nhé. Cái xà vàng này này về cái phía nam giới này nhé, phía nam giới chúng ta những ai mà hay rượu bia nhiều nhé, đấy chúng ta dùng cái xà vàng này, thấy chưa? Đấy, dùng xà vàng này để thải độc rượu bia rất là tốt này, nhé, cái xà vàng cực kỳ là hiệu quả luôn các bạn, cái xà vàng nhé. Đấy, xin giới thiệu với tất cả mọi người là như thế, rất là hiệu quả. Đấy thì tôi cũng xin nói thêm tại sao mà ở bản làng nhà chúng tôi ấy, ông bà ngày xưa thì tuổi thọ rất cao đúng không nào? Đấy, tuổi thọ rất cao, có những cụ coi như vậy là 70-80-90 tuổi đấy, có những cụ coi như là sống là hơn 90 tuổi đấy, thì cũng nhờ những cái thức uống này đây. Đấy, xin giới thiệu với các bác là như thế. Hôm nay tôi cũng lên đây cũng chia sẻ tâm sự luôn là tại sao mà cái bí quyết của người đồng bào Mường họ sống thọ cao như thế. Không phải thọ cao mà người yếu đâu, nhưng người vẫn khỏe. Đấy, đi nương, đi rẫy, đi săn bắn, rồi đi này kia là rất leo đồi, trèo núi, rất là khỏe luôn. Đấy. Rồi như là các bà mẹ 50-70 tuổi nhưng mà nước da vẫn hồng hào. Đấy, vẫn sinh đẻ tốt. Các cụ ngày xưa coi như là sinh đẻ cứ như vậy nhà 7-8-9 người con. Đấy. 10 người con, 12 người con chứ đâu phải ít đâu. Đó. Nhưng ngày xưa biết là sao? Cuộc sống lúc đó thì còn kham khổ lắm, còn nghèo, chưa có cái ăn, chưa có cái mặc. Đấy. Tại sao không có cái ăn mà sức khỏe người ta lại tốt được? Ăn uống nó thiếu tốt đây. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh là những cái vị thuốc mà hôm nay tôi được giới thiệu lên đây này, chia sẻ cho tất cả mọi người đấy nhé. Đấy. Các cụ toàn uống cái này. Ngày xưa toàn uống cái này. Uống những cái thứ, 6 thứ mà tôi hay chia sẻ lên đây. Bởi vì nó toàn là thuốc bổ. Đấy. Toàn là thuốc bổ khỏe cho gân cốt này. Đấy là nó tốt cho gan này. Đấy. Tốt cho máu, bổ máu này. Đấy. Nó ngăn ngừa các chứng bệnh hậu sản sau sinh này. Đấy, nó thải độc gan này. Ừ. Nên là bởi sao? Để đến hôm nay, đến cái đời tôi thì tôi cũng bảo tồn lại được những cái thức uống này. Đấy. Để tôi giới thiệu lên đây cho tất cả các bác chúng ta nhé. Đấy. Cùng tìm hiểu. Nếu như mà các bác ở cái vùng coi như là núi ấy, mà có nhé. Có những cái vị mà tôi giới thiệu lên hôm nay đấy, thì chúng ta nên đi thu hái về nhé, thu hái về mà kết hợp nghe chưa? Đấy, thu hái về để kết hợp những cái vị mà tôi giới thiệu đấy, để chúng ta đun nước uống nhé, uống thông dụng hàng ngày, uống thay nước lọc nước trà hàng ngày, để uống cả gia đình luôn nhé, nó rất chi là tốt, đấy, tốt cho sức khỏe, đấy, nó có đáng bao nhiêu đâu mà không đáng bao nhiêu cả. Đấy. Nếu như trường hợp không có thì chúng ta mua, tội gì mình mua mình cái nước lọc để làm cái gì? Nước lọc nó có cái gì đâu, nó là cái nước giếng, nước lạnh, nước lã ấy, có cái gì đâu, họ đem bình họ đóng vào cái chai họ bán, có cái gì đâu cái đấy. Đấy, cho nên các bác quan tâm nhé. Đấy. Nên mua những cái thứ này về, đấy, chúng ta đun nước, chịu khó đi làm về buổi tối nay có bếp ga rồi, đấy, chúng ta bật lên một tí thôi mà, có cái gì đâu. Đấy, khoảng 15 phút là sôi xong nữa rồi, mình đóng vào chai đấy. Ừ. Đóng vào chai mình đem đi làm mình uống, như là công ty công chức này, rồi là cơ quan này, lái xe này, hoặc là đi làm lao động này, đấy đều dùng được hết,
chúng ta cứ đóng một cái chai đem đi uống thông dụng cả nhà, thế thôi, có cái gì đâu, nó rất chi là đơn giản các bác nhé. Đấy. Hôm nay tôi ngồi tại phòng thuốc lên là tôi muốn chia sẻ gửi tới tất cả các bác chúng ta đấy, trong cái vị thuốc ngày hôm nay đó, để chúng ta cùng tìm hiểu đấy và khám phá, mà cũng phải nên dùng thử, nó rất hiệu quả đấy. Cái gì chưa thật được nó vẫn là sự thật mà. Đấy, đó đây nhá, nó là như vậy. Vâng, có lẽ đến đây thì cái thời lượng video nó cũng có hạn rồi. Em xin chào các bạn và tất cả mọi người, hẹn gặp lại ở video lần sau nhá. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.